Thưa quý vị, chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 2 năm 2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững đã đưa ra một trong những nhiệm vụ cụ thể, đó là các địa phương phát triển cơ sở dữ liệu về quản trị và kinh doanh du lịch trên nền tảng số dùng chung, xây dựng, hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Du lịch biển đảo đang được ví như là thỏi nam châm, khi thu hút tới 70% tổng lượng khách du lịch Việt Nam. Bởi vậy mà chuyển đổi số để thúc đẩy phát triển du lịch biển đảo cũng đang được nhiều địa phương ven biển đặc biệt chú trọng. Ghi nhận tại huyện đảo Cô Tô, địa phương được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn để thí điểm chuyển đổi số với quy mô cấp huyện. Thay vì phải dành 4-5 nhân viên tư vấn cho khách hàng qua điện thoại hoặc online như trước đây, thì khách sạn này hiện chỉ cần một nhân viên duy nhất. Bởi mọi thông tin về du lịch Cô Tô đã được số hóa và gói gọn trong một đường link hoặc mã QR. Khi áp dụng chuyển đổi số thì doanh nghiệp chúng tôi là thứ nhất là tiết kiệm chi phí về tối ưu về nhân lực, quỹ lương và tối ưu về vấn đề sản phẩm rất là nhiều. Khách hàng sẽ tiếp cận được nguồn thông tin rất là rõ ràng, minh bạch và đặc biệt là chính thống từ tất cả các cấp ban ngành, đặc biệt là phòng hóa thông tin. Để ứng dụng chuyển đổi số đi tắt đón đầu phục vụ du khách không chỉ trước khi đến mà cả trong khi trải nghiệm tại địa phương, huyện Cô Tô đã đẩy mạnh hoàn thiện số hóa, gắn mã QR, thuyết minh song ngữ bằng giọng nói tại các tuyến phố, các khu di tích, điểm tham quan, bãi tắm trên địa bàn, tạo app Cô Tô Guide, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Khi mình vào đường link thì mình cập nhật được rất nhiều từ thông tin chính quyền rồi là nhà nghỉ, khách sạn, có cả những cái cảnh báo để nguy hiểm cho những người muốn xuống bơi chẳng hạn. Sau gần 3 năm đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số tại địa phương, chính quyền huyện Cô Tô đã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung các kênh truyền thông trên các nền tảng số để cung cấp cho doanh nghiệp và người dân làm du lịch, trực tiếp khai thác lại. Khi nhận thấy lợi ích từ chủ trương này, người dân đã chủ động đồng hành cùng chính quyền. Sau khi mà chúng tôi có cái phương thức chia sẻ cái dữ liệu nguồn tới đông đảo các cái tài khoản khác thì độ phủ sóng cũng như tiếp cận của cái thông tin đó rất là nhiều. Thời điểm hiện tại thì cái lượng tìm kiếm về Cô Tô tăng khoảng 180% so với cùng kỳ. Cái lượng khách du lịch đến với Cô Tô tính đến thời điểm hiện tại thì tăng 160% so với cùng kỳ. Bản thân lãnh đạo huyện là cũng làm việc trực tiếp với hội du lịch và sau đó là mời những người có trình độ chuyên môn, ví dụ như là trung tâm thông tin của Tổng cục Du lịch trước đây. Đấy, mời họ về để cho họ nói lại cho người dân hình dung rằng là cái giá trị khi mà làm chuyển đổi số, cái lượng khách đến rất nhiều qua những cái thông tin người ta đăng trên mạng, là mọi người thấy cái lợi của cái việc làm như thế và mọi người là chủ động. Chính vì thế ngay khi mà định hướng như vậy thì chúng tôi cũng không quá khó khăn khi mà có người dân đồng hành cùng. Trong thời gian tới, huyện Cô Tô sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, triển khai tập huấn đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số nhằm thực hiện khát vọng vươn mình cùng tỉnh Quảng Ninh đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.